khu vực bỏ phiếu số 13 phường Từ An, thành phố Buôn Ma Thuột, cử tri các đơn vị thuộc công an tỉnh. Sáng ngày 22 tháng 5, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng. Tại cơ quan công an tỉnh thuộc khu vực bỏ phiếu số 13 của phường Từ An, thành phố Buôn Ma Thuột, ngay trong sáng ngày 22 tháng 5, 100% cử tri đã tích cực đến sớm để bầu cử. Trước đó, nhiều ngày, công an tỉnh đã triển khai chu đáo các mặt công tác chuẩn bị, tuyên truyền phổ biến những nội dung liên quan đến tinh thần ý nghĩa đặc biệt quan trọng được bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là niêm yết sớm danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 cho các bộ chiến sĩ cử tri xem, tìm hiểu, cân nhắc để bầu chọn. Nhờ vậy, các cử tri đã nhanh chóng thực hiện đúng quy trình bầu cử, vừa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện tốt quyền nghĩa vụ cử tri của mình thông qua lá phiếu bầu chọn đúng những người mình biết và kỳ vọng. Ngay sau khi bầu cử xong, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục vào nhiệm vụ trực ban, trực chiến xuống địa bàn các thôn, buôn, xã, phường để chủ động nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho ngày 23 tháng 5 năm 2021, toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026.